Vâng, lại là em Hoa đây ạ. Em lại tiếp tục cả nhà một con Zinba. Một con này là con đa chức năng nha cả nhà. Có chức năng chiên rán là 160 đến 200, chức năng 3S, chức năng nấu cơm, nấu cháo và chức năng nấu nước nhé. Em mời cả nhà quan sát chiếc ngọn lửa của con bếp này. Rất đẹp nhé. Ngọn lửa xanh gì luôn. Ngọn lửa xanh này là nấu rất tiết kiệm ga nha cả nhà. Tiết kiệm được 25 đến 30% so với lại lượng bếp ga thông thường nhé. Con bếp rất đẹp. Con Zinba mặt men. Bật cái một con Zinba mặt men nhé. Các bác vào xem video tham khảo mua bếp nhớ ủng hộ cho em xin một nốt like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì xin vui lòng ủng hộ cho em một nốt đăng ký kênh nhé. Bây giờ em sẽ bật bếp lên cho cả nhà bật lửa lên là để cho cả nhà tham khảo thành vách của con bếp này nhé. Thành vách thì rất đẹp rồi. Bên em tất cả bếp là không có hiện tượng bị móp méo gì đâu nhá. Nên các bác khi mua bếp bên em thì cứ yên tâm về điều đó nhá. Chất lượng bếp thì ok. Bảo hành cho các bác 1 năm, bao ship toàn quốc, tặng đôi pin, đã bao lưới chống chuột rồi. Nên các bác mua bếp bên em thì yên tâm nhá. Shop làm ăn uy tín chất lượng. Bếp Nhật là luôn luôn có cái pin cảm biến đo nhiệt độ đáy nồi đây cả nhà nhá. Tim cảm biến đo nhiệt độ đấy này trong suốt thời gian nấu nướng là nó sẽ tự động đo được cái nhiệt độ của đáy nồi. Khi nhiệt độ đáy nồi ở mức bất thường thì nó sẽ báo đến IC của bếp và IC của bếp sẽ báo đến cái tim cảm biến lửa và tim cảm biến lửa này sẽ tự động tắt lửa và đồng thời khóa ga luôn nhé. Cho nên rất an toàn và tiết kiệm là có cái dòng bếp Nhật này là tất cả các dòng bếp không có được nhé. Và em sẽ chia sẻ thay khay nướng để nướng cho cả nhà xem này. Khay nướng và vị nướng bằng chất liệu inox nhé. Rất đẹp này, sạch sẽ nhé. Một khay nướng đã qua sử dụng rồi mà chất lượng đang còn đẹp như thế này thì chứng tỏ là chất lượng của nồi của Nhật thì bếp của Nhật thì họ làm rất ok nhé. Khay nướng của con bếp này là một tầng nữa nhé cả nhà. Khi mua về cả nhà nhớ ấn giữ cho em một lúc để cho nó ga lưu thông đều thì lúc này lò nướng nó sẽ lên đều nhé. Lò nướng là 3 lần nữa nhé cả nhà. Nhiều lần nữa như thế này thì chúng ta nướng món ăn sẽ được nhanh hơn này và chín sẽ được sâu hơn nhé. Quay sang bếp bên tay phải em giới thiệu các chức năng của con bếp tay phải này. Con bếp tay phải là có chức năng chiên rán được 160 này, 180 này, lên đến 200 và có chức năng 3S nhé. Khi sử dụng 3S cả nhà nhớ ấn giữ cho em 3 giây nhé. Chức năng 3S này có tác dụng là khi chúng ta chiên rán thức ăn hoặc xào đồ cần to ổn định thì chúng ta sử dụng 3S. Còn nếu như bình thường thì không cần sử dụng 3S để lấy cảm ứng của bếp nhé. Quay sang con bếp bên tay trái em này là có chức năng nấu cơ, nấu cháo này. Chức năng nấu cháo là đốt trên này, chức năng nấu cơm là ở dưới này. Và chức năng nấu nước đây cả nhà nhé. Con bếp đa chức năng, giá thành của con bếp này em bán cho cả nhà là 2.700.000. Bác nào quan tâm đến mã bếp này thì nhanh tay liên hệ với em theo số điện thoại em chạy suốt video nhé. Em sẽ đưa xoay quanh bếp và thành vách nữa cho cả nhà xem. Em thành tích tính năng của bếp, nhưng tất cả dòng bếp Nhật thì nó đều có tính năng là tự động tắt khóa ga trong 3 trường hợp. Thứ nhất là không may nước nấu bị cạn nước và mất ngọn lửa, và hôm nay chúng ta nấu thức ăn nước cay, nấu cháo hay là nấu nước có bị trào nước ra bếp thì lúc này bếp tự động tắt khóa ga nhé. Ba tính năng đó thì tất cả các dòng bình dân đến đa chức năng hay phun chức năng, tất cả dòng bếp Nhật là đều trang bị các tính năng đó nhé. Nên cả nhà không phải lo nhé. Thành vách của con bếp lần nữa này cho cả nhà quan sát được này, cho chính xác nhé. Thành vách rất đẹp, mặt bếp không một vết xước nhé. Còn bếp mặt men. Chứ không phải bếp âm này chú. Xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở các video tiếp theo.